Các bạn mở cái Picture lên, chúng ta làm mô hình cấu hình một cái wifi. Như vậy wifi của chúng ta thì các bạn sẽ sử dụng một cái thiết bị phát wifi mà chúng ta thường hay xài. Đây 3300N. Chúng ta sử dụng thiết bị này. Và đối với lại máy tính thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái PC, hai cái PC, một cái laptop, hai laptop, một cái di động, hai cái di động, một con server. Rồi, đó là thiết bị của mình cần để mà thiết lập cái hệ thống mạng này. Tại sao khi mà chúng ta mở lên, hai cái di động của mình nó đã nhận được sóng ngay lập tức mà mấy cái laptop này nó không có, mấy cái máy tính nó cũng không có luôn ha, mở lên là nó không có. Vậy thì bây giờ mình kiểm tra cái laptop nè. Laptop của mình hiện nay các bạn đang thấy là nó đang xài gì đây? Nó đang xài cạc mạng có dây. Được chưa? Đang xài cạc mạng có dây. Và các bạn kéo cái cạc mạng có dây này bỏ đi. Bạn muốn bỏ cái cạc mạng này đi thì bạn tắt máy đã. Tắt máy. Kéo cạc mạng qua đây bỏ. Và ở dưới này người ta để sẵn nè, một cái cạc mạng 2.4 là wireless LAN 2.4 wireless network. Bạn có thể chọn bên này. Có thể chọn bên này. Như vậy ở bên hông này nó có nhiều cạc mạng. Cái này là cạc để nhận sóng 3G, cạc wifi. Đây cũng là cạc wifi 5G. Mình chọn cạc wifi 2.4. Được chưa? Tùy theo máy mình muốn hỗ trợ gì thì các bạn chọn 2.4 đi. Chỗ này 2.4 kéo lên đây. Mình đang có 2.4 và 5G, còn cái ở trên là 5G thôi. Bật lên. Máy tính của mình đã được bật. Và đối với lại máy tính này, sau khi chúng ta bật xong nó đã nhận được tín hiệu, còn máy dưới này chưa. Máy dưới này mình chưa đổi cạc mạng cho nên nó không nhận được. Mình đổi đi. Bỏ cạc này đi. Thầy, các bạn chú ý chỗ này nhé. Đây, khi mình kéo wifi mình bỏ vô cái, bật máy lên cái, rồi nhận luôn. Nhận luôn ha. Như vậy thì chỗ này tại sao nó nhận? Tại vì mặc định cái access point của mình là cái này nè. Nó đã cung cấp được IP động, và cái máy này của mình đã nhận được IP động. Các bạn nhìn thấy cái địa chỉ IP ha. Đây, địa chỉ IP của mình. Các bạn thấy là địa chỉ IP của mình ở đây nó sẽ được cấp 192.168.0.102. Các bạn xem nè. Rồi máy tính tiếp ở dưới 192.168.0.103. Điện thoại di động bên này 0.101 0.100. Đây là những IP mà nó được cấp. Cái này là cấp đầu tiên. Cái này thứ hai. Một cái nữa là thứ ba và thứ tư. Như vậy thì cái này là ban đầu nó tự động nó cấp. Vậy mình chưa control gì hết, mình chưa làm gì hết. Cái access point của bạn mua về, nếu như các bạn để mặc định là nó như vậy. Vậy hồi nãy giờ nó đã hỏi gì password chưa?
chưa? Bây giờ mình sẽ set cho nó tăng độ bảo mật lên, là cần phải có wifi, có password thì mới vô được, chứ không phải là tự động như vậy. Giả sử đây là thiết bị mà các bạn đang sử dụng ở nhà. Vậy nếu bình thường các bạn có thể kết nối trực tiếp bằng wifi theo chế độ mặc định, và mình vô cái laptop này mình kết nối vào, bạn sử dụng desktop và bạn thử pin đến cái router của mình, cái access point của mình, pin 192.168.0.1, thấy. Và làm sao để mình mở cái cửa sổ cấu hình lên? Bạn vô trình duyệt web, bạn sẽ gõ cái địa chỉ của cái access point. Hồi nãy mình pin là mấy? 192.168.0.1. Đây là địa chỉ của cái access point của mình. Mình vô trình duyệt web nha. Web browser. Enter. Nó sẽ hỏi username password. Cái này là mặc định. Mặc định admin. Admin. Hai cái đều admin hết. Ok. Giao diện này chúng ta thấy quen không? Quen không? Nếu như bạn nào đã từng cấu hình cái wifi nhà mình thì các bạn thấy cái giao diện này rất quen. Đây, giao diện của chúng ta. Nếu bạn nào đã từng cấu hình wifi. Vậy cái IP hồi nãy nó cấp cho mình từ 100.100.1, 102, 103 ở đâu ra? Là đây. Chỗ này, cái access point của mình, nó đang cung cấp IP động DHCP. Và địa chỉ mặc định của nó 192.168.0.1 là cái mà hồi nãy mình gõ để mình vô nó đó. Cái tiếp theo, nó đang cấp IP từ địa chỉ bắt đầu là 100. Nó cấp cho mình bao nhiêu địa chỉ đây? 50 địa chỉ. Và địa chỉ chúng ta có thể nhận được từ 100 cho đến 149. Các bạn có thể thay đổi con số này. Ví dụ, hệ thống mạng của bạn là bạn sẽ để dành từ 1 đến 10, tức là 192.168.0.1 cho đến 192.168.0.10 là để thiết lập cho các server. Còn mình sẽ cấp phép bắt đầu từ 192.168.0.11 trở đi. Thì chỗ này bạn chấm 11. Và chúng ta đang xài 192 là lớp mạng gì ta? Lớp gì? À, lớp C. Đúng rồi. Lớp C thì có tối đa bao nhiêu địa chỉ mạng có thể cung cấp ở đây? Bao nhiêu hop? Lớp C là bao nhiêu hop nè? Cái slide hôm trước của chúng ta 8 bit của phần hop, 2 mũ 8 là mấy? 2 mũ 8 là mấy? Tính giúp cho thầy 2 mũ 8 mấy? 2 mũ 8 là 256. Chúng ta trừ địa chỉ đầu là địa chỉ mạng, tức là 192.168.0.0 là không dùng để đặt IP. Đó là địa chỉ mạng. 192.168.0.255 không dùng để đặt IP luôn. Nó là địa chỉ quảng bá. Vậy còn lại nhiêu địa chỉ? 254. Ok. 254 mà .0.1 là đặt cho cái thằng modem rồi. Và mình trừ cho đến .10 luôn. Còn lại có bắt đầu từ .11 trở đi. Đó là 254.
mình trừ cho 10 địa chỉ thì còn 244, thì mình cho là 240 đi, rồi mình cấp địa chỉ 200 mấy, ví dụ như vậy. Mình thích thì mình lấy là cấp cho 240 luôn, còn không thì mình sẽ cấp cho 200 mấy. Rồi bây giờ xuống đây mình list xuống cái, mình lưu lại cái đi, lưu lại ha. Nó sẽ nói cho mình thấy là mình sẽ cấp từ chấm 11 cho đến 210, vẫn còn dư, vẫn còn dư. Nếu thích thì mình sẽ làm gì, mình làm gì các bạn? Nếu thích thì mình sẽ cấp lại. Ở chỗ này nó đang báo cho mình là gì, mình mất kết nối. Mình vô lại coi, đây nó lấy lại IP mới nè. Hồi nãy mình đang nhận địa chỉ là mấy, chấm 103, bây giờ nó cho mình địa chỉ mới nè, chấm 17. Vậy là mình phải vô lại desktop web browser, mình vô lại cái access point của mình để mình cấu hình tiếp. Mình vẫn vô là 192.168.0.1 admin. Rồi. Và địa chỉ của mình đây bắt đầu từ 11 cấp 200 địa chỉ. Chưa nói gì đến wifi, chưa nói gì đến bảo mật hết nha. Bây giờ mình mới qua cấu hình bảo mật nè. Wireless. Vô trong cái màn hình cấu hình mình thấy chữ wireless ha. Mình sẽ nhìn ở dưới nha. Nó để là lựa chọn chuẩn phát. Đây là mức độ xuyên tường hay không xuyên tường đây. Các bạn sẽ xem giúp cho thầy là chuẩn GBN. Xem thử là mức độ của nó, cái sóng á, nó sẽ như thế nào. Mình để mặc định chỗ này. Bây giờ bạn sẽ đổi giúp cho thầy là cái default thành tên của các bạn. Cái này là tên SSID. Các bạn đang bắt wifi trên máy laptop của bạn là sinh viên, là student. Của thầy là thầy bắt wifi là staff. Và các bạn đổi cái này là SSID đó, đổi lại thành tên của các bạn, Quy Bình. Được chưa? Rồi, cái chỗ này tần số bạn để là 1.2.4, vẫn giữ nguyên, không đổi gì hết, chỉ đổi lại cái SSID thôi. Bên phần Basic Wireless Setting, đây, Basic Wireless Setting, đổi lại mỗi cái SSID thôi. Mấy thông số khác không đổi. Xuống dưới lưu lại. Chú ý nè, sau khi mình lưu xong là mất kết nối nha. Mình lưu xong là mình sẽ mất kết nối. Tại sao? Tại vì lúc nãy nó kết nối vô cái default. Còn bây giờ mình kết nối vô cái wifi khác, mình đổi tên mất rồi. Rồi, lưu nha. Mình cho nó nhỏ lại đi để mình dễ thấy. Đây. Đây là cái laptop không nè. Mình lưu cái coi. Mất kết nối. Mất kết nối. Hồi nãy mình kết nối qua cái default. Còn bây giờ mình đổi mất tiêu rồi. Thì cái chỗ này nó làm gì thấy nữa. Vậy bây giờ mình vô mình kết nối lại nha. Vô kết nối lại. Bạn vô cái laptop 0 hoặc laptop 1, cái nào cũng được cả. Vô laptop 0. Bạn muốn bắt được wifi thì bạn chọn cái PC wireless. Thấy PC wireless chưa? Mở vô cái laptop của mình, chọn PC wireless. Vô trong này. Rồi nó đang request luôn. Desktop PC wireless. Ok, biết sao không?
cái máy tính này nó đang bị dính cái wifi cũ. Tí nữa mình xử sau. Bây giờ mình qua đây đi, cái máy này chưa chưa kết nối nè. Cái máy mà laptop 1 này nè, nãy giờ mình chưa kết nối, mình chưa sửa gì hết trơn á. Mình bấm vô PC Wireless. Các bạn chọn Connect ha. Cái này là nó nói là mình đang dùng kẹt mạng gì rồi đó. Không có access point. Bấm Connect. Các bạn chọn Refresh. Đây. Nó đã có được lên ký SSID là Quang Bình rồi nè. Bấm vô Connect. Connect. Thấy không? Thấy. Nó đã connect được rồi. Đã có password được gì chưa? Mình chưa thiết lập. Mình chưa thiết lập cho nên nó không có. Rồi bây giờ mình vô mình thiết lập password cho nó. Mình đóng cái cửa sổ này đi. Bây giờ mình vô lại web. Vô lại web. Mình sẽ gõ địa chỉ là 192.68.0.1 admin. Đây, vô lại cái này, cái cửa sổ này là mình đang điều khiển cái access point. Và trong cái phần wireless mình sẽ vô mình đặt password cho nó ở phía dưới này các bạn, wireless security. Mình đã đổi SSID rồi nè. Mình lấy chuột vô security. Nó nói là không có. À, mình vô mình đổi lại WPA2 personal. Bạn để cái chuẩn này nhé, đừng đổi, tại vì nó có một cái là ở dưới này. Mình để cái chuẩn ở trên. Và mình đặt bát 1 2 3 4 5 6 7 8 9, từ 1 đến 9 cho nó dễ các bạn. Các bạn đặt phức tạp mất công nhớ lắm. Rồi bấm lưu. Lưu lại mất kết nối nữa nha. Mất tiếp á. Mất tiếp. Tại vì sao mất? À, tại vì lúc nãy mình vô là không có bát. Bây giờ mình mới thiết lập bát cho nên là nó mất tiếp. Rồi vô lại. Connect lại. Đợi tí đi, nó sẽ nhận. Rồi, Quang Bình. Mình bấm vô Quang Bình. Mình connect. Nó hỏi bát nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Connect vô. Xong. Như vậy, máy tính laptop 1 mình đã có kết nối Internet. Bây giờ laptop 0. Nếu muốn thì ở phần vật lý này các bạn tắt máy đi. Mở lại. Thử xem nè. Tắt máy. Mở lại. Mở lại và mình vô cái phần desktop, mình bấm PC. Nó vẫn đang sử dụng cái 300N, nó đang request connect. Cho nên là nó đang bị vướng cái kết nối đó. Config Wireless. Bạn thử bấm vô đây. Quy Bình. Mình tự kết nối luôn. Rồi chỗ này nhập vô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái địa chỉ mà nó đang nhận là 169.254. Là tự nó phát cho nó đó, chứ nó không phải nhận IP động đâu nha. Rồi ok. Bật qua bên này cái bật lại coi. Quang Bình. Đây, nhận được IP rồi nè. Kết nối rồi nè. Được chưa? Đó, một là mình có thể vào cái phần desktop. Mình bấm vô đây. Nó đang là, nó kêu là nó không có vào được, nó không kiểm tra được. Nhưng mà mình cấu hình bằng tay là nó ok. Đó, cấu hình bằng tay. SSID Quang Bình.
cái mật khẩu bảo mật của mình ở đây, mật khẩu bảo mật, cái khóa bảo mật á, mình đang sử dụng khóa bảo mật, và hai máy của mình là đã vào được mạng. Bây giờ làm sao mà mình test được là thực sự là đã kết nối được? Bằng cách là pin, pin 192.168.0.17, 192.168.0.12. Như vậy ở bên này mình pin qua cái thằng 12 coi. Pin 192.168.0.12. Thấy. Nhưng mà pin chưa đủ. Mình thử dựng một cái máy web đi. Ha. Bây giờ bắt đầu mình lấy cái này, điện thoại nha. Điện thoại config wireless SAD Quang Bình. Đây. Như vậy chỗ này một, nếu như mà bạn dùng cái WPA2 thì ID và password. Còn mình đang dùng cái này, bạn gõ vô đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok. Rồi, vô. Tùy theo cái chuẩn của mình. Wi-Fi Quang Bình 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vô. Bây giờ mình dựng cái máy này lên thành một cái web server. Và chỗ này thì đối với lại cái máy server, nó đang không có cạc mạng wifi. Bạn thử kéo cái này vô đây. Nó kêu là power đang on, không bỏ vô được. Tắt máy đi. Bỏ vô. Bật lên lại. Ok. Và đối với lại cái server, mình cũng đặt cái IP cho nó. Đối với lại cái wireless. Wireless. Mình sẽ đặt ở đây. Quang Bình. Mình bấm xuống dưới này. Cũng tương tự. Chú ý ha. Nếu như các bạn để ở đây và nó sẽ tự nhận IP. Chú ý chỗ này giúp thầy. Mình đóng lại đi để cho nó tự nhận IP. Thử được không nha. Wi-Fi của chúng ta. Rồi. Chưa nhận được luôn. Quang Bình. Thiếu số 9. Hay quá. Đóng lại. Rồi, nhận được. Bây giờ mình xem IP của nó là nhiêu. IP của nó là nhiêu? .18. Nhưng mà đối với server đó thì mình không nên để IP động. Mà server mình sẽ thiết lập IP cho nó là cố định 192.168.0.2. Access point là .1 rồi. Cho nên server mình sẽ đặt .2. Được chưa? .2. Bây giờ bên cái máy laptop nè, mình pin .2 mình thấy không có đã. Pin 192.168.0.2. Thấy. Thấy. Bây giờ mình sẽ vô mình thiết lập cho nó cái web. Thì ở bên cái server mình thấy service không? Dịch vụ HTTP, tức là web server. Trong này nó cho cực kỳ nhiều.
web server DHCP, DHCP V6, rồi DNS, rồi email, rồi FTP, rồi IoT. Mình làm cái web trước. Web trước. Các bạn trong này có rất là nhiều cái trang. Ví dụ như là các bạn nhìn thấy cái trang Hello World. Các bạn vô đây, chọn Edit giúp thầy. Thấy chữ Hello World chưa? Enter xuống một cái. Gõ vô đây. H1. Đóng. Tên của mình vào. Xuyệt. H1. Đóng. Được chưa? Gõ vậy được không? H1 thôi. Thêm vô cái trang helloworld.html đó. Này để mình khẳng định bản quyền ha. Mình đã vào được server của nó. Lưu. Chọn lưu nha. Yes. Rồi đóng lại. Bây giờ mình qua cái laptop nè. Vào web nha. Web. Bây giờ mình không vào cái địa chỉ .1 nữa. Mà mình sẽ vào cái địa chỉ .2. 192.168.0.2. Đó là địa chỉ của mấy web á. Enter. Thấy nó ra trang web chưa? Bấm vô. Trần Quang Bình. Đây. Khẳng định bản quyền của mình. Và khi mà các bạn đã cấu hình được cái trang Hello World có cái tên của mình ở đây, các bạn chụp cái màn hình lại. Rồi, paste vô Zalo. Paste vô Zalo. Và nhớ gõ cái thông tin điểm danh của mình, ví dụ 00BS19200. Đó. Thông tin điểm danh để thầy cộng điểm. Được không? Và gửi. Như vậy đã hoàn thành cái bài thực hành đến thời điểm này. Mình đã, khi mà ở đến đây, các bạn đã chứng minh được cho thầy là các bạn đã làm được gì? Chứng minh được. Mình đã kết nối được các laptop này và server. Và mình đã có địa chỉ khác là 192.168.0.2 đối với lại cái trang web. Và trong này thì các bạn sẽ có được cái IP của các bạn. Phần config, các bạn sẽ chọn phần wireless. Đây, các bạn sẽ cho thầy cái giao diện này. Giao diện này. Nó hai giao diện. Rồi chụp vậy đi. Chụp cho thầy hai giao diện cho nó nhìn cho nó hoành tráng. Rồi. Như vậy đã cho thầy thấy được là bạn đang kết nối vào Wi-Fi của thằng Access Point thông qua SSID có khóa bảo mật, nhận được IP động và đây là địa chỉ của server. Đấy, các bạn chụp đầy đủ vậy giúp thầy đi. Rồi, bạn nào chụp rồi thì chụp lại giúp thầy. Nhớ thêm thông tin vô 00BS19200. Gửi. Đó, địa chỉ đầy đủ. Mình có được cái địa chỉ IP nhận từ Exploit. Tốt. Ok. 29, anh Tuấn, tốt,